Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, quý vị khán giả đã đến với vòng thi cùng các huyện thành phố phía Nam, hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018. Thưa quý vị, cải cách hành chính được xem là một nhiệm vụ trọng tâm của nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây là chương trình có mức độ tác động mạnh mẽ, sâu sắc và rộng khắp, tạo được nhiều bước chuyển biến lớn trong hệ thống quản lý hành chính công, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho những nhu cầu ngày càng tăng của người dân và tổ chức. Năm 2018 là năm thứ hai Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính với đối tượng tham gia là cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách, hội viên các hội chính trị, xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đây là dịp để cán bộ cấp xã trong toàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính. Thưa quý vị, tại vòng thi cùng phía Nam hôm nay, quý vị sẽ cùng gặp gỡ với 6 đội thi đến từ xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, đội thi đến từ thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh, đội thi đến từ xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, đội thi đến từ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, đội thi đến từ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch và đội thi đến từ xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy. Và sau vòng thi này thì ban giám khảo sẽ chọn ra 3 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết của cuộc thi, dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào trung tuần tháng 8 tới. Và thành phần không thể thiếu của hội thi hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo. Xin giới thiệu ông Hoàng Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng ban. Xin giới thiệu ông Đinh Tùng Lâm, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, thành viên. Xin giới thiệu ông Nguyễn Mầu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên. Xin giới thiệu bà Hoàng Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên. Chúng ta cùng chúc cho ban giám khảo sẽ làm việc một cách khách quan và công tâm trong suốt cuộc thi hôm nay. Kính thưa quý vị, tham gia vòng thi cùng hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018, các đội sẽ lần lượt trải qua 3 phần thi, đó là chào hỏi giới thiệu, tìm hiểu kiến thức cải cách hành chính và thông điệp cải cách hành chính. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng với các đội thi bước vào phần thi đầu tiên, phần thi chào hỏi. Trong thời gian tối đa 6 phút, mỗi đội chơi sẽ giới thiệu chung về đơn vị địa phương mình, cả thành viên tham gia hội thi, đồng thời nêu thông điệp chủ đề về cải cách hành chính của đơn vị địa phương dưới hình thức sân khấu hóa, gồm thơ, kịch, vè, ca múa, thuyết trình, kết hợp sử dụng các loại hình cổ động trực quan. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Và theo như thứ tự bốc thăm thì đội đầu tiên sẽ tham gia phần thi này, đó là đội thi đến từ xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật là lớn để cổ vũ cho đội thi. Thưa quý vị, Lộc Ninh là một xã nằm ở phía bắc thành phố Đồng Hới, với diện tích tự nhiên hơn 13 km² và dân số 8.717 người. Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được Ủy ban Nhân dân xã Lộc Ninh tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đến với hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã năm 2018, đội chúng tôi gồm những thành viên. Tôi đây Ngọc Bé, cán bộ phụ nữ. Và tôi Vị Hoán, công chức văn phòng. Tiếp nhận hồ sơ, giao dịch một cửa, thái độ niềm nở, vừa lòng người dân. Bí thư đoàn xã có tôi Trần Thành, cùng với Thu Hương trong khối mặt trận tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đề ra. Hội viên nông dân có tôi Minh Mẫn, cùng với Quỳnh Trang công chức văn hóa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính về với người dân. Hải Yên Thanh Hào cùng với Văn Tình, văn phòng đảng ủy phát huy trách nhiệm trong các phong trào thi đua của xã. Tất cả chúng ta cùng chung sức đoàn kết một lòng thực hiện ngay thủ tục hành chính luôn nhanh gọn, đưa lại hiệu quả vừa lòng dân.
Bộ công chức quan tâm kiểm tra tình hình, tiếp nhận giải quyết hồ sơ của bộ phận một cửa và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức chuyên môn, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của địa phương, luôn luôn quan tâm nâng cấp trung tâm giao dịch một cửa của xã đạt chuẩn, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và từng bước hiện đại, đảm bảo cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết công việc được thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền các thủ tục hành chính đã được niêm yết, ban hành quy chế xử lý các đơn thư phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bằng hình thức ngỏ thư góp ý. Với những kết quả trên, chỉ số cải cách hành chính của đơn vị xã Lộc Ninh luôn xếp loại tốt, được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Thông điệp của đội chúng tôi là cải cách hành chính hiệu quả vừa lòng dân. Vâng, xin được cảm ơn phần thi chào hỏi của đội thi đến từ xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đội thi đến từ thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh. Đội thi tuyên truyền cải cách hành chính thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh xin kính gửi đến quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, đơn vị thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh của chúng tôi đã có nhiều đổi mới, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch. Thực hiện nghiêm chính sách pháp luật quản lý nhà nước ở địa phương theo từng lĩnh vực, tăng cường cải cách hành chính, nêu cao tăng cường về đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng nền cải cách hành chính ngày một tiến lên. Đến với hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã năm 2018, đội thi của đơn vị thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh chúng tôi gồm các thành viên Vi Hương, Công Hiển, Thanh Nhàn, cán bộ công chức đi đầu tham gia văn hóa, tư pháp chuyên môn, công tác chính sách quan tâm hàng đầu. Bằng Giang cùng với Mồng Thơm, viên chức giáo dục địa phương trường nhà, dạy đàn, thư viện, mầm non, việc nào cũng tốt, cũng dành phần hơn. Đặng Lương cùng với Ngọc Anh, cán bộ cơ sở đồng hành với dân. Và đây Đức Thuần là anh, bí thư đảng giỏi, nhiệt tình, hăng say. Hôm nay trong hội thi này, cương vị đội trưởng Quán Hào là anh. Nào anh chị em ơi, chúng ta cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát, tự hào về mảnh đất quê hương, Quán Hào đón khách muôn phương, dừng chân ghé lại vấn vương bao tình. Mừng vui ta chung tay xây dựng tương lai, ngày mai Quán Hào vươn vai đổi mới, cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi và cải cách hành chính tiếp dân được nhanh gọn, cho vẹn tròn tình nghĩa trước sau, công việc đi đâu là phục vụ nhân dân. Rồi ngày mai quê hương ta vang bài bài ca, dựng xây quê nhà từ trong gian khó, 20 năm đó sắp sửa đến rồi, nền kinh tế văn hóa an ninh với quốc phòng luôn đi đầu xứng đáng trung tâm, huyền ủy quê nhà là Quán Hào ta,
hãy cùng chung tay xây dựng nền hành chính thông suốt, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn phần dự thi của đội thi đến từ thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi chào hỏi của đội thi đến từ xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Mình đất nên ngôn lưng sự đi vơ dân. Hồ Quán ơi là Hồ Quán ơi Hồ Quán. Đến bờ hồ ngàn thiệt giang, con sông xanh là ơ mạc. Ơi là hồ, con sông xanh mạc mênh mang như là ơ. Ơi là hồ, Hồ Quán ơi là Hồ Quán ơi Hồ Quán. Quê hương tin nặng nghĩa dày, lắng trong câu hát. Ơi là Hồ, lắng trong câu hát đông đầy nặng sướng. Ơi là Hồ, thương phong một miền quê đội mời, vì ngài cái khẩn hoang hội cân rằng là ơ người. Hồ Quán ơi là Hồ Quán ơi Hồ Quán. Hợp tác xã kiểu mẫu đẹp tươi, cánh đồng lúa lớn. Ơi là Hồ, cánh đồng lúa lớn mà cho mùa bồi thu. Ơi là Hồ Quán ơi là Hồ Quán ơi Hồ Quán. Nơi cách hành chính văn minh lịch sử lễ phép. Ơi là Hồ, lịch sử lễ phép nhân dân thỏa lòng. Ơi là Hồ, lý tín quý chế rõ ràng, đạo đức nghề nghiệp ngày càng phát huy. Hồ Quán ơi là Hồ Quán ơi Hồ Quán. Kỷ cương pháp luật thực thi, gọn nhẹ chính xác. Ơi là Hồ, gọn nhẹ chính xác còn gì đẹp hơn. Xã Phong Thủy quyết tâm thực hiện tốt 6 nhiệm vụ mà chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã đề ra, đó là: 1. Cải cách thể chế. 2. Cải cách thủ tục hành chính. 3. Cải cách tổ chức bộ máy làm việc. 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. 5. Cải cách tài chính công. Và 6. Hiện đại hóa hành chính. Đến với hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã năm 2018 hôm nay, đội Phong Thủy chúng tôi gồm có: tôi Thu Hà, cán bộ văn phòng sắp xếp trao đổi thỏa lòng nhân dân. Quang Thành địa chính là tôi, kỳ cương chính xác người dân hài lòng. Tôi Thu Thủy, lễ phép đạo đức lương tâm, cán bộ chính sách chuyên cần sớm hô. Cao Sản, phó trưởng công an, an ninh trật tự xóm làng yên vui. Tôi Thủy Ngọc, cán bộ văn hóa thông tin, nữ công gia đình công đoàn cơ quan. Hữu Bình, cán bộ tiếp dân, giải quyết vướng mắc chân tình trước sau. Tôi Phúc Trang, cán bộ tư pháp hiền lành, năng động chuẩn mực đúng quy trình thời gian. Và tôi Đức Hời, đội trưởng công tác quân sự địa phương, tuyệt quân huấn luyện luôn luôn đi đầu. Với tinh thần giao lưu học hỏi, kính mong sự cổ vũ của quý vị và các bạn. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn.
cảm ơn phần dự thi của đội thi đến từ xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi chào hỏi của đội thi đến từ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Ta hát vang ngàn lời ca, Thanh Trạch quê ta ngày đêm đổi mới, nhân dân phấn khởi chung sức chung lòng, cùng yêu nước ta xây dựng quê nhà, đảng bộ chính quyền tung hoành vươn lên, Thanh Trạch anh hùng sao đẹp văn minh, cùng nhau ta đến đây mừng hội thi, hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, cán bộ công chức đoàn kết một lòng, cùng nhau ta chung sức thêm dân chủ xã hội, đẩy mạnh công cao yêu thương thi đua, xây dựng một nền hành chính văn minh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình năm 2018 là một sân chơi vô cùng ý nghĩa và bổ ích. Đội thi chúng tôi đến từ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, gồm 9 thành viên là những cán bộ công chức đến từ các ban ngành đoàn thể của cơ quan xã Thanh Trạch. Tôi xin giới thiệu chị Lưu Ích, văn phòng đội trưởng việc cơ quan năng động nhiệt tình, Hoàng Viên văn hóa thông tin phụ trách biên tập trang tin của đài, Thùy Dương xinh xắn đa tài, dân vận đảng ủy miệt mài hăng say, Đức Thuần tuyên giáo là đây tuyên truyền đường lối ngày ngày đến dân, luôn luôn làm việc chuyên cần, chủ trương dân biết để dân cùng làm, Hải Lý bí thư chi đoàn, Sâu Hương thường vụ xã đoàn là tôi, Thu Dung văn hóa đây rồi, thể thao văn nghệ mọi người hề chê, Trần Vĩ văn phòng thống kê, sở trường bóng đá đam mê bóng chuyền, có tôi Hoàng Thị Thảo Uyên bí thư đoàn xã thành viên cuối cùng, chúng tôi cùng một điểm chung quyết tâm xây dựng quê hương đẹp giàu. Kính thưa quý vị đại biểu, ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, Thanh Trạch là một xã ven biển nằm ở phía bắc huyện Bố Trạch, có diện tích tự nhiên gần 2.400 ha với hơn 14.000 nhân khẩu, là một địa phương đa dạng với các ngành nghề, phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Toàn xã có hơn 20 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn, số lượng các tổ chức, cá nhân đến giao dịch hành chính tại cơ quan xã và phòng giao dịch một cửa xã là khá lớn. Mặc dù vậy, nhờ làm tốt công tác cải cách hành chính nên các giao dịch hành chính được xử lý nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi đối với mọi người dân khi đến giao dịch nơi đây. Tính đến nay, đội ngũ cán bộ công chức xã có 25 đồng chí được đào tạo bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại. 100% cán bộ công chức được tăng cấp và thực hiện thành thạo máy vi tính, góp phần nâng cao chất lượng trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo và toàn thể hội thi, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn nên các chỉ tiêu về cải cách hành chính trong những năm vừa qua của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trạch đảm bảo mục tiêu đề ra, quy trình tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính dân chủ, nhanh gọn, hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch nơi đây. Kính thưa toàn thể hội thi, chúng tôi đến với hội thi với tinh thần giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các địa bàn nhằm cùng nhau xây dựng bộ máy hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình chúng ta ngày càng thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Đội thi tuyên truyền cải cách hành chính xã Thanh Trạch, chúng tôi hôm nay đến với hội thi với thông điệp dân chủ, nhanh gọn, thân thiện, đúng luật. Xin kính chúc quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần dự thi của đội thi đến từ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, và chúng ta sẽ cùng chào đón phần dự thi của đội thi đến từ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Một tràng vỗ tay để chào đón phần thi chào hỏi của đội thi này.
Hoàng Thiên tôi xin kính chào quý vị, chào các bạn gần xa. Mời bạn đến quê tôi Hoàn Lão, mảnh đất anh hùng, mảnh đất địa linh, nơi sản sinh những anh hùng bất tử, dâng cho đời tiếng vọng ngàn năm. Còn Hoài Tiên tôi đây luôn tự hào rằng hôm nay đây trên con đường đi tới quê hương tôi đổi mới từng ngày, cải cách hành chính mọi người cùng chung tay cho dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Chú Hồng tôi đây công chức văn hóa xã hội xin kính chào quý vị. Thị trấn Hoàn Lão chúng tôi được thành lập năm 1986 với tổng diện tích 542, được chia làm 12 tiểu khu. Năm 2017, thị trấn Hoàn Lão được Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4. Đến với Hoàn Lão chúng tôi là đến với địa chỉ tích cậy của các thủ tục hành chính. Với chúng tôi trên dưới một lòng, quê hương đổi mới ấm no mạnh giàu. Tên của tôi xưng là Xuân Mạnh, công chức địa chỉ xây dựng đô thị và môi trường. Xin kính chào tất cả quý vị. Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Đối với Hoàn Lão chúng tôi, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Hoàng Phương tôi đây, công chức văn phòng thống kê, xin kính chào quý vị. Trong những năm qua, Hoàn Lão chúng tôi luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ cho từng bộ phận. Và tôi đây là Phan Thế Tú, phụ trách một cửa chuyên nghiệp công bằng, gắn cải cách hành chính với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho mọi tổ chức và công dân, thực hiện cơ chế một cửa nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn không phiền hà, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho mọi hoạt động. Còn tôi Kim Phương, công chức tài chính kế toán, kính thưa quý vị, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão chúng tôi luôn được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao, là một trong những đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính của huyện Bố Trạch. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban ngành, tổ chức, sự chuyên nghiệp của các bộ phận chuyên môn, mà các thủ tục hành chính luôn được thực hiện theo tiêu chuẩn dân chủ, chuyên nghiệp, sáng tạo. Hoàn Lão thân yêu đang trên đường đi tới, có chúng tôi tên gọi tình, chung tay góp sức chung lòng, quê mình giàu đẹp, thỏa lòng bạc mong. Ôi mấy tự hào hai tiếng quê hương, Hoàn Lão thân thương và mãi trong tim ta. Quê hương ơi bao năm dài đánh giặc, chung sung kiên cường với mảnh đất yêu thương. Hoàn Lão ơi, có những người con làm sáng danh đất mẹ, Quách Xuân Kỳ mang truyền thống quê hương lưu danh muôn đời. Lưu danh muôn đời ơi Hoàn Lão yêu thương. Tự hào thấy những mảnh đất kiên cường dồn hết yêu thương cho con đi đánh giặc. Mảnh đất này, mảnh đất anh hùng, mảnh đất này, mảnh đất anh hùng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, đội thị trấn Hoàn Lão chúng tôi đến đây với thông điệp cải cách hành chính, dân chủ, chuyên nghiệp, sáng tạo. Xin kính chúc quý vị ban giám khảo sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn phần dự thi của đội thi đến từ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, và chúng ta sẽ cùng chào đón phần thi chào hỏi của đội thi cuối cùng. Đội thi đến từ xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy. Chúng tôi Hưng Thủy anh hùng xin chào các bạn đồng hành hôm nay. Ta cùng góp sức chung tay cải cách
hành chính từng ngày nâng cao. Đến với hội thi hôm nay, đội chúng tôi gồm có chủ tịch phụ nữ xã Hưng, chuyên ngành nhét nhàn có thương minh phụ. Thanh niên chẳng ngại xa gần, cán bộ đoàn xã tôi là Vinh Vương. Chế độ chính sách quê hương có tôi bác sĩ chăm lo chu toàn. Môi trường sớm tối đi về, phát đăng tôi chẳng ngại gì khó khăn. Tuyên truyền pháp lệnh kỷ cương nhiệm vụ tư pháp có tôi thủ trưởng. Phụ trách văn hóa thông tin có tôi Thu Huệ vững vàng chuyên tâm. Tuyên truyền dân số gia đình là nên tôi mãi thẳng tay nhiệt tình. Hiện đại hóa kết nối thông tin thuận tiện chính xác tôi là Hệ Nguyên. An ninh đảm bảo bình yên có tôi Phước Diễn ngày đêm giữ gìn. Vâng, tôi là Võ Phước Diễn, đội trưởng đội thi hôm nay. Dân chủ đổi mới đến vàng, xây dựng bộ máy vững vàng kỷ cương, cùng vượt qua gian khó quyết tâm dựng xây đời cho quê mình vang mãi mãi ta hưng thị quê mình vững cánh bay xa. Thưa quý vị, như vậy là cả 6 đội thi đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên, phần thi chào hỏi. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng với các đội thi bước vào phần thi thứ hai, phần thi tìm hiểu kiến thức cải cách hành chính. Các đội sẽ cùng trả lời 5 câu hỏi có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính. Sau thời gian suy nghĩ 15 giây trên một câu hỏi, các đội sẽ viết phương án trả lời vào bảng. Điểm cho mỗi câu trả lời đúng là 6 điểm. Yêu cầu, đội thi phải dơ bảng ngay sau khi có hiệu lệnh hỉ giờ của người dẫn chương trình. Nếu trường hợp không dơ bảng ngay hoặc dơ bảng trước khi có hiệu lệnh thì bị coi là phản luật và sẽ không được tính điểm ở câu hỏi đó. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng các đội thi bước vào câu hỏi đầu tiên. Kể từ khi được đánh giá đến nay, chỉ số PAPI của tỉnh Quảng Bình đã có mấy năm đứng thứ nhất trong toàn quốc? Đó là những năm nào? 15 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời các đội giơ bảng. Thưa quý vị, đáp án của chúng tôi là có 4 năm, năm 2011, năm 2012, năm 2013 và năm 2017. Như vậy là ở câu hỏi này thì cả 6 đội đều đưa ra được đáp án chính xác. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, ai là người có thẩm quyền ký chứng thực nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp xã? 15 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời các đội đưa ra đáp án của mình. Đáp án đúng đó là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã. Tiếp tục là một câu trả lời hoàn toàn chính xác của 6 đội thi. Chúng ta sẽ bước vào câu hỏi tiếp theo. Trong mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã mấy lần? 15 giây bắt đầu.
Xin mời các đội giơ bảng. Đáp án của chúng tôi là 2 năm một lần ạ. Xin chúc mừng cả 6 đội thi, tiếp tục là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Quyết định số 45/2016 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ nào? 15 giây, bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời các đội giơ bảng. Như vậy là ở câu hỏi này thì chúng ta đã thấy có sự khác biệt trong các đáp án trả lời của các đội đúng không ạ? Đáp án của chương trình là dịch vụ bưu chính công ích. Vâng, như vậy là ở câu hỏi này thì đội Thanh Trạch đã chưa đưa ra được đáp án chính xác. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5. Chỉ có cán bộ đầu mối hay tất cả công chức, viên chức khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính đều có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính? 15 giây bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Xin mời các đội giơ bảng. Vâng, đáp án của chúng tôi là tất cả công chức, viên chức. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa cùng với các đội thi hoàn thành xong phần thi thứ hai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi cuối cùng có tên gọi Thông điệp cải cách hành chính. Trong thời gian tối đa 8 phút, mỗi đội thi trình bày một tiểu phẩm phản ánh một trong những nội dung về cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình 2018, giai đoạn 2016-2020 và cả nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính. Lưu ý về thời gian, nếu đội nào quá trong 30 giây sẽ bị trừ 1 điểm, quá trong 30 giây tiếp theo sẽ bị trừ thêm 1 điểm nữa trong tổng số điểm đạt được của đội trong phần thi này. Điểm tối đa cho phần thi này là 40 điểm. Đội thi đầu tiên sẽ thể hiện phần thi thông điệp cải cách hành chính là đội thi đến từ xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đội thi đầu tiên của phần thi này. Này, ở Hương, rồi đi mua đó. Tôi đi mình kỳ thị khi sinh cho con cháu đấy nè. Rồi à, mình chi đây? Cháu ơi, mình chi nữa. Này, cháu hôm quá. Đi mình đi vay tiền ở dưới ngân hàng thì á là đưa cái chứng minh thư thì là họ nói là hết hạn, là họ rủ xuống công an thành phố để mà đổi lại. Rửa là à biết không, xuống công an thành phố công an là rủ là về á đưa cái sổ hộ khẩu thì trong sổ hộ khẩu chắc năm đẻ ngay tháng đẻ không có, rủ về mà bổ sung giấy khai sinh, mà giấy khai sinh á mình mãi mấy năm đi không được kệ trời thả, mà chứ hôm nay cũng phải đi mình đây, cực lắm cực lắm. Ôi cha ơi, rồi thì tôi cũng đang đi mình đấy mà tôi nghe à nói rằng mà khó khăn rè. Bởi à biết không, cái đò mà lên ủy ban á lúc thì bắt bổ sung giấy tờ đi, ngày mai á thì bắt bổ sung giấy tờ khác, hỏi thì họ nạt cần bổ thì thay đổi xoay xoay. Nên chỉ mà chừ nói mà lấy ủy ban á là tôi khiếp này hai cái mùa đi mình khiếp cái chi mà khiếp. Khiếp thì hai mùa cũng phải lo mà đi, túi đấy cũng vì cái giấy khai sinh mà cuối cùng mà cũng phải đi đấy à. Hai mùa đi à. Ngày hôm đi tôi lên côi nở thì có chuyện đi sẽ luôn lách cách răng để mân cho được thì ông nghe đây cứ bộ phòng đi bộ đây là ok rồi lắm mà mù đi nhá mà tài thế mù máu này đi thì muộn kể mà muộn. Ôi chao ôi, ní lúc kẻ trướng lên kẻ chứ ủy ban xã men xây tổ hè trời đẹp lắm mù nữa. Ôi chao rồi mày ó mày bảo đi mua mà đốt đi đi mố nữa ngay ní mà lên mà hâu mày én mày à ủy ban đây cho đi mố nữa cho rắn rồi rồi ó hả đúng một về mà đẹp nữa hè. Cháu đi nộp giấy tờ để làm thẻ đỏ ní mà cán bộ địa chính họ hướng dẫn họ bay về cho bứt máu chứ xong cháu về đấy thôi à. Ôi chao ui rồi ó mình cái kiểu chi mà tay nữa cho tôi cùng đi mình kỳ giấy thầy sinh đây mà tôi nghe én với à nó mà tôi nghe rắc rỗ mày giọt lắm như thôi. Ê giấy tờ của mẹ ó mẹ bác bị răng đỏ thiếu cái chi khốn chứ bữa đi cải cách thủ tục hành chính rồi mất cái chi khốn máu lắm thiệt là ó. Dạ rồi thôi mẹ ó mẹ bác vôi cháu về à. Này tính chi cho giọt rồi nè cái còn mệt nữa là hẳn có bô mân ấy ủy bán á nên chỉ mà mân máu rửa đỏ. Ôi cháu ơi thiệt rồi cháu ơi đúng rồi đỏ thôi tại đi cứ muộn đi mân máu kìa mà muộn. Ui cháu ơi họ ngồi xếp hàng đó rồi thầy thôi
uống với ở Hương vô đi, cái tôi lên. Lên cái đó mà lên, lên cái ngôi đó mà mình sâu để tôi vô mình trước. À, này ông, đừng vô trong đồn mà họ nạt cho đó. Ngồi đây. Ôi, cho tôi mình cái giấy thì xin cho đưa cháu mới đè với. Mà má thì đáng nằm trò, tôi là mình ngoài của hắn đấy on à. Dạ, bác chơi cháu chút ạ. Ừ. Dạ bác này, nhân tiền làm giấy khai sinh thì cháu sẽ làm thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu cho cô tỷ luôn nghe bác. Ôi sao thiệt đó, rửa là hôm nay mình đi mình một việc mà chứ là thành được 3 việc luôn. Ôi sao, trời ơi là mừng quá đó ơi. Dạ đúng rồi đó bác, và đây là giấy khai sinh. Đây là giấy hẹn, trong vòng 20 ngày nữa bác đến trung tâm một cửa để nhận sổ hộ khẩu và thẻ bảo hiểm nghe bác. Ôi sao ơi, mừng quá, tôi cảm ơn OV đáng ấy. Rắn rồi, rắn rồi nữa. Thì mình sống đấy rồi nhỉ, máu lắm. Em phải ả vô mà mình đi, để tôi ngồi chơi để về phải chắc cho bụi chứ. Ôi, thôi, ổn vô mình được, ổn cô vò, kể tôi nghe đau bụng. Trời ơi, vò vẹ cái chi hay cái mù đi thiệt, mù vô đi. Ừ, rồi thì thôi thì ổn đi với tôi. À, rồi, thì đi. Ê hèm, cháu tôi hỏi, ai hâm mình dậy khai sinh đây gì thế? Dạ chào cho hai bác ạ. Giờ hai bác đi làm giấy khai sinh cho ai đó ạ? Ôi chào thì cho ai nữa. Cho túi về cái mù đấy chứ còn cho ai nữa. Dạ hai bác đưa hồ sơ cho cháu xem nào. Đây. Hồ sơ của túi vậy ốm là đủ cả tư á tới dệt đó rõ nè. Dạ hồ sơ của hai bác như thế này là đủ rồi. Ừ. Nhưng mà hai bác là người sinh ở xã khác cho nên thiếu giấy xác nhận khai sinh ban đầu. Nhưng mà chúng ta... Ôi chào ơi. Những cái chi nữa mà mù đi ra đi. Chuyển sang phương án 2. Ờ. Cố bên dưới chỗ đâu. Ờ. Kệ chứ đâu. Kệ kệ chứ đâu ổn đi. Ờ. Chào ơi. Vậy chứ túi phải ổn là bổ sung đầy đủ đó rồi đó. Có chí đi. Ờ. Thông cảm. Rồi mân màu máu cho túi phải ổn mệt. Chứ đó túi mà đi vay tiền có là đòa đòa rồi ổn nữa. Cháu đề nghị hai bác cất phong bì đi. Chúng cháu là công chức nhà nước làm việc theo quy định của nhà nước, không được nhận bất cứ cái gì của người dân. Nếu như hai bác cứ cố tình là vi phạm pháp luật đó. Ôi cháu ơi, có chứ đâu mà vi phạm. Cái giấy khai sinh mà cũng vi phạm pháp luật nữa. Ông, ôi cháu ơi. Khổ. Tôi đó, đi làm thi đi để họ tự tại. Ôi cháu ơi, chú con khổ cho cái gì bán đấy rồi. Giờ chú ơi, khổ lắm, khổ lắm. Đồng chí Hiền, có chuyện chí mà để hai bác khóc lóc ở trụ sở như thế này. Dạ báo cáo anh, hai bác đây đi làm giấy khai sinh lại, em đã hướng dẫn giải thích nhưng hai bác không nghe, cứ la lên như vậy đó anh ạ. Hai bác cứ bình tĩnh, để ở Hiền đây cán bộ chuyên môn trình bày cho hai bác được rõ. Dạ hai bác này, trường hợp của hai bác là người sinh ở xã khác, cho nên theo khoản 2, điều 26, nghị định 123/2015 của chính phủ, thì trách nhiệm của chúng cháu sẽ làm thủ tục xác minh cho hai bác. Hả? Nếu như ở xã đó không còn lưu đăng ký khai sinh ban đầu, thì chúng cháu sẽ kiểm tra hồ sơ ở xã mình, xem hai bác đã đăng ký là hay chưa. Nếu chưa thì trách nhiệm của chúng cháu sẽ làm lại giấy khai sinh cho hai bác. Và chậm nhất 5 ngày làm việc, hai bác sẽ được nhận giấy khai sinh. Nếu như xong sớm, cháu trực tiếp điền hai bác đến nhận tại trung tâm một cửa đây. Và bữa nay cải cách thủ tục hành chính nên mọi thủ tục hết sức nhanh gọn và hai bác không cần đi đâu cả. Trời thiệt rõ, rửa là chứ quần ý là việc chỉ là họ cứ giải quyết cho con và tôi không bận chỉ hết nữa, khỏi trả cho đầy ngược chứ nào. Đây là giấy hẹn của hai bác ạ. Ôi sao ơi, mừng chân, ôm mừng chân. Ôi thiệt chứ. Đó, hai bác thấy chưa? Ở Hiền cán bộ chuyên môn đã trình bày rõ ràng và trong vòng 5 ngày nữa hai bác sẽ có giấy khai sinh. Hai bác cứ yên tâm mà về đi ạ. Ôi chào thiệt rồi chú. Dạ đúng rồi. Chào thiệt mừng đó đó. Ôi chào tôi đã nói rồi, bữa nay sĩ tơ chứ là mình mau lắm. Không phải như hồi thế mà. Tôi tính thì hỏi chứ ốm đi mà có cái thế. Hả? Cái chuyện giấy tờ chứ cũng máu lòng. Cái thẻ bảo hiểm y tế của mua mượn mình ngay mà có đi đây nên. Ôi chào ơi. Chuyện tâm giáo dịch một đồ của sáng là giết vào đồ. Ôi chào ơi. Thiệt cũng là cải cách thủ tục hành chính chứ rí. Thiệt máu lệ. Cản bộ mà ngồi trên máy móc là cứ mố vỗ nảy rí rõ. Chào ơi thiệt đúng là. Này. Thiệt đúng là quả được biết rí đó hề. Ôi hề. Này. Ồ. Ơ cha ơi, ơi chú thông cảm cho tôi. Chờ tôi vậy ốm sáng nên có cái sai đó đó. Có chị ơi chú thông cảm cho tôi nhá. Ôi chào. Rồi, trời ơi, quá tuyệt vời đó. Bởi, thiệt đúng là cán bộ của xã mình á là thiệt trách nhiệm với dân rồi đó. Má, trung tâm một cửa của xã mình là số 1 nè. Mà tôi nói nè, cải cách thủ tục hành chính á là không phải trách nhiệm của các cán bộ mà nè, mà cả của dân rồi đó.
có phải không ạ chú? Phải. Dạ đúng rồi, cảm ơn hai bác đại hiệu cho chúng cháu. Vậy thì cán bộ nhân dân cùng chung sức đoàn kết một lòng thực hiện ngay thủ tục hành chính luôn ghi nhớ nhưng còn hiệu quả vừa lòng dân. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thông điệp cải cách hành chính của đội thi đến từ thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh. Chào chào, phòng giao dịch một cửa đấy rồi, nhận kết quả trả hồ sơ giờ đấy rồi mà rắn cho có ai cả thế hề. Chứ bà con gói trong lúc thời vụ nông vụ đang gấp gáp như thế này mà đi lui đi lại với cái giấy hẹn 2-3 lần quá là khổ. Alo Hùng à? Ờ, cán đi quán hôm qua ngồi nói chuyện tí nha. Hôm nay buồn quá, gặp toàn chuyện vớ vẩn, có tâm trạng việc đấy nghe. À chú ơi, tôi có cái giấy hẹn đấy chú ơi. Gì đó? À, tôi có cái giấy hẹn đi đo đạc đất với cán bộ địa chính. À đất đai à? Đất đai là ô giang cán bộ địa chính nông nghiệp nha. À dạ được rồi chú. Đang bực mình hỏi với cháu. Cháu là cái chú đấy, tôi không biết đó thì mới đến đấy hỏi, dân không biết đó thì mới đến đấy. Chú không hướng dẫn con gây phiền hà, xem nhẹ như là việc nhà, cho nên ăn nói chẳng là giống ai. Này này, giữa là bà nói tôi sai hay bà cán bộ bắt nại cùng phục tùng? Đến công sở đừng có nói lung tung, đừng để tôi nóng á, tôi nổi khung nghe chưa? Chú nghĩ là chú này, đúng là tôi nói đàng hoàng này. Bực chứ. Chú anh cho tôi hỏi đi chú. Cán bộ với cán hàng. Ui, à Hương, rồi còn việc gì mà ngồi đấy được? Tôi có cái dây hèn gặp cán bộ để chỉnh đi đo đất con thím. Tôi có cái dây hèn đấy, mà răng rơi tạm rồi rồi mà bằng tay bằng táo dũng chua bà đến đi ó hè. Có mất nửa hè, cán bộ họ đi xả xuôi hết rồi. Mà nghe nói là bữa nay là cải tổ cải cách chứ đó nè, cải mốt củ cải thì có. Alo, ui anh à, ui quản đây chưa? Ồ, rồi đợi em đến. Dạ. Chào hai bác. À tôi có dây hèn, ôi cho tôi có dây hèn cái. À được chưa bác nhá? Tôi không có nữa mì. Ôi bác nghe, tôi đã nói chiều nay dìm đi rồi chẳng có. Giờ tôi còn đi gặp đối tác nữa. Cháu ơi là ó giáng nè. Tôi nói với ó, lời ó nói thì ó giữ. Thôi tôi chẳng còn tin lời hứa của ó. Việc năm đó chẳng có ai làm, để rồi thi nhau đun đầy hết nơi nọ rồi đến ngày kia. Này ơi đừng chờ coi thường, việc làm có khi tuy nhỏ nếu không nhiệt tình đâu mà ngại niềm vui. Hai bác đi dạy khôn tới đây à? Đúng là rách việc. Cháu ơi là cắn bổ về cắn sao rồi đó. À, này là thuê về ở Hương. Không về, ngồi cô Giang. Túi về thịt ngồi đấy. Thế giờ này không làm việc cô còn đi đến đâu? Cô ra em ra ngoài có chút việc ấy nhạ. Dạ. Ôi thế Đồng Chỉ Thuần đâu? Cô gọi Đồng Chỉ Thuần với ngay cho tôi. Dạ, dạ, thưa anh ạ, dạ. À, chào hai bác. Thế hai bác có việc gì cần giải quyết? Chào chú ơi, tôi có cái giấy hẹn đi đo đất mà hẹn lui hẹn lại 2-3 lần khổ quá chú nè. Chà. Thôi, được rồi, mời hai bác ngồi xuống đây nghỉ cho mát. Cô Giang sẽ kiểm tra lại hồ sơ rồi trả cả bác. Dạ, thế trăm sự cho chú rồi. Cô Giang. Dạ, anh ạ. Thế tại sao hồ sơ của hai bác đây đã trễ hẹn mấy ngày rồi mà cô không giải quyết cho người ta? Dạ, thưa anh, dạ em bận việc anh ạ. Dạ. Bận hay là có việc gì khúc mắc mà không thể giải quyết được? Dạ, anh đợi em kiểm tra hồ sơ. Dạ, em chào anh ạ. Đồng Chí Thuần à? Dạ. Là đi gặp đối tác tại cà phê đời chơi về có phải không? Dạ không anh ạ. Khi này em đi em có nói với hai với bác là đợi ó giáng về để giải quyết đấy ạ. Em đi có chút việc ấy nhỉ. Việc thôi, các đồng chí không cần phải thuyết minh. Tôi là tôi biết rất rõ cái gọi là việc đột xuất là việc riêng của các đồng chí. Bây giờ các đồng chí khẩn trương kiểm tra lại hồ sơ và trả cho bác Lương, sau đó về theo bác Hương để đo đạc lại đất đai theo những yêu cầu của gia đình. Các đồng chí đã rõ chưa? Có một rửa chứ. Dạ dạ, đã có hồ sơ rồi đấy các bà.
Chú ơi chú, tôi là chỉ là người chấn thôi. Mà nghe chú nói là quá hợp tin hợp lý, hợp đồng chấn đấy đó. Các đồng chí ạ, chúng ta là cán bộ đảng viên thì cần phải nêu cao tinh thần. Chúng ta phải luôn luôn gương mẫu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Và đặc biệt, tại công văn quyết định số 1319 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2016, thì trong đó đã nêu rõ các thủ tục cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh phải cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và cải cách công tác chỉ đạo điều hành. Cho nên các đồng chí phải nắm bắt và thực hiện cho tốt. Dạ. Sao ý rửa cho chú ơi, rửa cán bộ mình nhiều việc chú hè. Dạ. Bác Hồ nói có sai không chú? Cán bộ là công bộc của dân, đúng không chú? Dạ đúng rồi đó bác à. Dạ thưa anh, quá phân tích của anh thì em thấy là sáng tỏ. Và trong cái cách làm việc của em thì trong cái cách tiếp dân của em chưa nhiệt tình với hai bác, mong anh cùng thông cảm bỏ qua. Dạ dạ, em cũng thấy có lỗi lắm ạ. Dạ. Thôi hai bác ạ, thì qua cái sự việc sáng nay á, thì cũng chỉ làm cái sự cố ngoài ý muốn. Và thay mặt lãnh đạo cơ quan thì cháu xin lỗi hai bác về hành vi mà hai cán bộ của cơ quan vừa gây nên, mong hai bác hãy sức thông cảm ạ. Thôi thôi chú nè, có chi ó chú biết lỗi là tốt rồi. Lên sau rút kinh nghiệm là làm việc cho tốt ó chú nghe. Dạ. Rồi hai chị em tôi cảm ơn chú đi rồi. Ôi, người được cảm ơn là hai bác mới đúng ạ. Còn bây giờ đồng chí Thuần và đồng chí Giang một lần nữa hãy nghiêm túc rút kinh nghiệm sau cái sự việc lần này. Và sau khi trả hồ sơ cho bác Lương và đo đạc cho bác Hương xong thì hai đồng chí về phòng của tôi để tôi gặp riêng nói chuyện. Dạ, thưa hai bác, thưa anh, qua cái sự việc của hôm nay thì bản thân tôi đã rút ra một bài học kinh nghiệm rất lớn, không chỉ riêng cho người cán bộ. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo để những người cán bộ của chúng tôi thực hiện công việc một cách nhanh chóng và chính xác, phải không hai bác? Phải không anh? Đúng rồi đó. Hoan hô, chú Thuần và O Giang đã nhận ra được vấn đề. Chúng tôi rất là vui mừng và chỉ mong rằng O và chú hãy luôn giữ lòng tin với nhân dân nhá. Đúng đó rồi các đồng chí ạ. Bởi vì cải cách hành chính là ít được lời nhà, quyết tâm thực hiện chúng ta ghi lòng. Niềm vui ai cũng chờ mong, kịp thời chính xác, thỏa lòng ước mơ. Nào ta cùng nhau đồng sức đồng lòng, khó khăn nào cùng vượt qua, cho quan hậu đẹp ngàn hoa. Chủ trương đề ra chúng ta luôn chấp hành, nhất định thành công sắc hoa cờ hồng. Nào khắp nơi mở hội về đây, ta vui rừng xây, góp sức chung muôn bàn tay, ta góp chung muôn bàn tay. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để đến với phần thi thông điệp cải cách hành chính của đội thi đến từ xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Cho tôi hỏi đây có phải cái chỗ mà làm thủ tục thẻ bét không? Đây rồi. Cháu đến lượt cháu nha cháu. Dạ, chuyện đi tới lượt cháu đó nó rõ ở mỗi có xa không? Ở ngoài đôi hạt rát đi, đạp xe khi sáng lên chứ mới tới đây đây. Dạ. Cháu cho mình trước được không cháu? Dạ, mà đừng có nóng vội. Cái kết nên chín bây giờ liên thông mở cửa làm nhanh. Con nhé rõ ràng chính xác cho dân, con nhé rõ ràng chính xác cho dân. Đó là cháu nói rồi đó, chứ lên đây là o ngại lắm. Dạ. Lên đây là cán bộ bắt kỹ chỗ này nè, kỹ chỗ nó này phức dạ. tạp lắm. Dạ. Rồi cháu đã bỏ phong bì chưa? Bỏ phong bì để họ mình cho nhấn lắm. Dạ khốn o nữa, o cứ đây đủ giấy tờ là được, không cần phải phong báo phong bì chứ cả. Rồi họ đi thực hiện cải cách hành chính rồi, o mà đi phong bì họ lập biên bản đó. Rồi chỉ cần o đây đủ giấy tờ là họ làm nhấn cho thôi. Rồi o vô bên trước nghe. Dạ dạ. Dạ, chú đẹp trai hè, có vợ chứ chú? Dạ, cháu chứ có vợ o nè. O có được con kỹ à, đẹp lắm, chú ứng không o gà chứ. Dạ, được nữa, tốt quá, chào gọi mấy nó. Đeo sờ cành bồ chế có nó nghèo chứ.
Dạ, bọn cháu mua giảm chế đó. Ó ơi, ó làm chi thì đưa vào để chúng cháu làm cho. Chứ ó cứ nói luyên thuyên rửa làm mất thời gian lắm. Ra cái gì đi, tôi cho chủ đập trái rồi thì tôi nói cho có chi mà nói nữa. Dạ, ó cần làm gì, đưa hồ sơ vào bọn cháu làm cho. À, ó lên đấy là xin làm cái thủ tục là cấp cái thẻ đất, đất nhường một phần đất cho thằng con trai lên nhà mới. Dạ. Đây hồ sơ ó đây, cháu có cho ó vậy. Dạ. Dạ, ó, cháu vừa mới xem lại hồ sơ của ó. Bộ hồ sơ của ó còn thiếu chứng minh nhân dân của người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ó bồi ó bổ sung đầy đủ giấy tờ rồi lên đây bọn cháu làm cho. Chứng minh thư thì ó bổ sung xong chú cứ mến cho ó đi đã. Dạ không được ó, không được ó à, hồ sơ của ó còn thiếu nên ó phải bổ sung rồi lên đây bọn cháu gửi cho bọn nó, bọn nó gửi cho ó một cái giấy hẹn đến ngay ó sẽ đến lấy thôi. Cái chủ đi chú đẹp trai mình về có việc đâu mình về ra oai. Tiểu chứng minh thư chứ tôi bổ sung sao? Thế có chi mà hèn chứ họ nói là hình nó chín vậy. Dạ không, ó cứ về bổ sung đi. Hồ sơ đầy đủ rõ ràng, chúng cháu làm nhanh gọn nhẹ ó đường nghĩ sai. Cải cách hành chính luật định đề ra, tiền nhân minh bạch người dân hài lòng. Chào đó chú nói rồi đó. Thôi đây ó có mấy đồng là chú cầm mấy tạm. Rồi mình sống thì ó đưa thêm. Dạ không, ó đừng làm rồi ơi. Ó làm rồi còn cháu khó làm đó. Ó nên nhớ ở đây là công sở, làm công minh trung thực rõ ràng. Nên ó hãy nói cho đàng hoàng, thủ tục không đủ thì tiền vàng. Tiền vàng cũng không sống. Cái ó cái chủ ní, mình việc mà khó tiện quá. Ó nói rửa chứ, cái chiên phải đầy đủ giấy tờ đóng hồ sơ. Chứ cứ nói bừa như ó rửa thì nhà nước đề ra cải cách hành chính làm chi. Mà ó cứ nói lúng túng hèn hưởng tại căn bộ thế. Rồi tôi nói rửa cho tôi nói chứ gì mà chị làm chuyện. Đâm đi thấp, mày chọc đi cao. À chào chị Thu. Chào chú. Chị đi mấy chị đâu, chào chị. Dạ, chú làm chi đây chú. À chào chú, nhờ ó chú cống chứng cho tôi chi sổ chứng minh nhân dân. Dạ, mời chú ngồi ở ghế đời để cháu kiểm tra hồ sơ. Dạ thưa chú, về chứng minh nhân dân của chú thì đã có bản gốc, chúng cháu chứng thực được. Riêng sổ hộ khẩu thì chưa có bản gốc nên chúng cháu chưa chứng thực được chú à. À nói thiệt với ó, để ó thông cảm cho hôm qua đi photo về mà bỏ phát quên cái sổ hộ khẩu chỗ mố, tìm mãi tìm cả dàn ra. Chưa gấp quá thông cảm, ó làm cho tôi tí. Dạ không được chú à, theo quy định tại điểm 1 điều 20 nghị định số 23/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định, người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ văn bản làm hồ sơ để chứng thực bản sao, và bản sao cần chứng thực nữa chú à. Tao nói rồi, tao là người dân, tao cũng không biết thông tư này, không biết nghị định là cái gì. Tao là nói với bấy nhiêu lần rồi, thậm chí còn năn nỉ bấy nữa mà bấy cũng không có chứng đâu. Dạ chú bình tĩnh, đây là nơi làm việc, xin chú giữ trật tự. Bình tĩnh, dạ, rất tựa. Chú ơi. Tao đây đợi đã lâu, cứ nói đi nói lại với mấy người. Làm có tao được, tao bổ sung xong. Đại tôi bây trở nên kinh vẻ, đừng thấy tao nghèo mà cứ coi thường. Coi chừng đừng có mà lên hương, thằng này không có tình thương. Trở nên lên mặt đây cũng sớm lắm ơi. Chào anh chị. Dạ chào chú. Chào ơi chú. Dạ, chào anh. Dạ, anh chú. Ngồi anh. Chú. Dạ, chào chú. Chú chà, gặp lên đào đấy rồi. Cho chị hỏi cái. Chị lên đấy là mình cái thủ tục là xin cấp cái thẻ đỏ. Dạ. Mà thiếu cái chứng minh thư thôi. Dạ. Mà mấy ó mấy chú nữa là được không được. Dạ. Rồi chị thiếu chứng minh thư. Chú nhớ chưa mình cho chị cái. Dạ chị đợi anh tí nha. Anh có cái kia. Dạ. Tôi lên đây có chứng hộ khẩu mà ở chỗ đấy khó khăn nên chủ nói giúp tôi biết. Dạ, mời anh ngồi đó tí đã nha. Dạ. Chị Thu này. Dạ. Căn cứ thông tư 23/2014 dạ. của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dạ. Tại chương 3 điều 5 khoản 1 điểm A ghi rõ dạ. đối với cá nhân trong nước thì ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có số chứng minh nhân dân thì ghi số sổ hộ khẩu hoặc số thẻ căn cước. Dạ. À, căn cứ thông tư trên đối với chị hồ sơ chị thì còn thiếu cái chứng minh nhân dân của dạ. con trai chị dạ. nên chị về bổ sung lên đây dạ. chúng tôi đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định chú. Của pháp luật dạ chào chị dạ chưa chú còn dạ. anh hùng ạ dạ. tưởng dạ. căn bộ sai để ra ó sai mẹ ó bị chủ cho xin lỗi nhé tìm lại dạ sổ không có chị đâu lên đây chúng tôi làm nhấn thôi mà ấy nè vừa sau anh đừng còn nằm lại ở nơi công sở nhé đừng không nên
Rồi. Nghe trả thiết về đâu thôi. Thưa toàn thể bà con, tôi phải được có cái bộ cảm của tôi nhá. Phong thủy chúng tôi thực hiện phương châm xin lỗi công khai, minh bạch, khách quan, nhân tiền, gọn nhẹ và hiệu quả. Thưa quý vị, phong thủy của tôi có truyền thống làm đúng các thủ tục chính sách, đặc biệt là chương trình cải cách hành chính. Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau hát lên giai điệu quê hương nào. Xây đời mơ tiến lên không ngừng, đoàn kết bên nhau dựng xây nông thôn kiểu mẫu đẹp giàu, với đảng cùng một niềm tin ta quyết chung lòng dựng xây quê hương phong thủy đẹp tươi. Cải cách hành chính lấy tiền gọn nhẹ công bằng văn minh là họ là khoan quan ơi quan ta họ khoan. Quê ta cần đẹp là họ là quan cần đẹp người xinh là họ là quan cải cách hành chính bó quan là bó quan tiền nhân mọi bề là họ là quan gọn nhanh chính sáng thực thi này là họ là quan liên thông môn cửa bó quan là bó quan hết lòng từ xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy đã vừa hoàn thành xong phần thi thông điệp cải cách hành chính. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phần thi thông điệp cải cách hành chính của đội thi đến từ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch ạ. Biển trời bao la. Chà chà chà, cái khổ của ông hè. Đi biển thì rả với đắng có chi, lô tồn, ông cứ lo mà hạt với ho, ông sướng lắm á. Mà mấy thứ cứ lo bo rằng đắng. Tôi nói cho má mới nghe này, Gia Miêng á, có con bé hắn chuẩn bị đến nắc ngoài tha hồ rau đấy đó. Ôi chào ơi, rau muốn thấy chứ, tôi thấy nơ lên cái đống đâu đấy ông đi. Rau chứ rồi. Ba má ấy, ba má. Chị là con. Ba má cứ ham đi biển, không lo giấy tờ chứ cho con cả. Hôm nay con lên công ty nộp giấy tờ, mà họ nói con thiếu cái giấy khai sinh của bác, mà thiếu cái giấy khai sinh của bác là họ cũng làm cho mô, cũng làm cho mô, tiền đặt cọc mất hết, con không được, tại ba má cả nữa. Ôi chào ơi, có cái giấy khai sinh của con mà ông cũng chịu làm cho con nữa. Mà biết thì được đôi tai nổi trớt. Tôi nói cho mà mới nghe này, 10 năm trước á, tôi 5 lần 7 lượt lên mân giấy cây sinh mà mân có được mới đâu. Khi đi hành lên đi hành nói đi, thiếu cái giấy ni này, giấy tê này, chỉ phòng ni ba nọ, mân tôi hóa cả mắt trọng cả mắt chứ mới lên giấy ủy bán mân giấy cây sinh đó. Tôi khiếp hôn khiếp vía đó. Ông nói khiếp là khiếp mà răng, chứ cũng phải làm cho con thì hắn đi nước ngoài. Rồi ông muốn ngân hàng nó đến, họ bớ nga của miếng đi à. Thì cũng phải mân như răng. Đều đợt ní á, mà mới đi với tôi, nhiều khi lấy hai mũ ống, họ thương họ mân cho. Rồi, ông mân máu mà đi với tôi, mân máu mà đi ông. Rồi, được rồi, đi báo về. Đi. Để giờ thời gian, xả nghìn sống á. Đợt ní mà lên ủy ban, nếu mà không được thì biết tay tôi giấy tờ chỉ rắc rối như gì. Dân khổ trăm bề ở trời ơi. Này ông nhì, nếu rắc rối thì bỏ phong bì mà mân cho máu. Thời ni phải như gì? Như răng, như răng. Hiếu chưa mới được việc miêu ốm nợ. Mà mới nói rồi không được không? Tôi nghe nhiều người họ nói á, cần bồ xà miếng á. Bữa ní ai đưa phong bì là bảo công an bắt đi tù, không giải quyết cho mô. Ôi sao chứ mà bảo công an bắt đi tù chứ mà đắng mân cho con đi. Chưa mà túi vô mân không được á. Mà mi đàn ba ra mồm mà mi chửi mân âm ỉ lên. Với là dọa là đưa lên cái mạng Facebook á. Rồi rồi, vì con cái gái tôi đi, tôi đi. Rồi là họ sợ tôi rồi. Mà đến nơi chứ đúng. Ui, đến nữa. Đấy rồi, đấy rồi. Ui, ba mình đi với to mà khác hề. Ui, sạch sẽ, đẹp đẽ nữa chứ hề. Chào vợ chồng bác phao. À, chào bếp. Ừ, dạ, chào bếp. Hai bác đi mô đó. Chà, nói thiệt với ó chứ, tôi lên trên xã, hầu mấy cái ó mấy chủ cân bộ trên ủy ban á,
đi mân cái giấy khai sinh. Cha với nói thiệt với ó chứ, có cái giấy khai sinh mà mân đi mân lại, chứ phải lấy mà hôm để ó mày chú đến xã đấy ó nhỉ. Ôi, rằng hai bác lại nói như trước. Bữa nay cải cách hành chính rồi, cháu thấy họ làm nhanh và hiệu quả lắm. Cháu cũng đi đăng ký lại cái giấy khai sinh. Đầu tuần đến đăng ký, họ hẹn cuối tuần đến lấy. Hôm nay cháu đến lấy đã có kết quả rồi đấy. Thôi hai bác vào hào hứng nhận nhá. Cháu xin phép về trước có việc gấp. Đừng lại cho tôi hỏi gì đó bé ơi. Ông ơi, ông đẹp lắm đấy, ông chắc... Thôi, mà mi thì cứ lênh chánh lừa chơi. Ông đẹp lắm được đó tê. Tôi nói cho mà mi nghe này, thì có nữa, hắn có ba con mân trên ủy bán hắn nổi tuổi cho con bố đó. Thiệt à, hèn chi, hắn làm nhắn. Mà thôi, chưa, tôi vô trước, mà mi hồ tổng theo sau. Rồi, được chưa? Đưa đi dạp thư cách. Ừ, vừa đi, quay, cha sạch thì phải lôi chém lá chứ. Rồi. Tôi chào mấy o, mấy chú con bố. Chào bác ạ. Cho tôi hỏi cái lô mố mân giấy khi chính được hết. Dạ, chào bác. Cháu là Lý, cán bộ công chức tư pháp phân tích, tiếp nhận hồ sơ làm giấy khai sinh cho ba con. Hôm nay bác đến đăng ký giấy khai sinh cho ai đó? Ôi trời ơi, mân cho túi cho ai nữa? Cái giấy khai sinh mân 10 năm trời để mân được, lần đi mà mân được nữa. Tôi nói thiệt chứ tôi quỳ lên tôi cối trong ứ có thể. Bác ơi, bác cứ bình tĩnh, bác cứ đưa hồ sơ của bác cho cháu xem nó. Hồ sơ vâng. Mà đây đây, đây đầy đủ hết, đầy đủ cả. Nhớ ông mân cho ông tôi mất kỹ với. Dạ thưa hai bác, hồ sơ của hai bác cơ bản là đầy đủ cả, chỉ thiếu cái giấy xác nhận quỹ ban nhân dân xã nơi bác đã đăng ký trước đây. Do đó cháu để cháu kiểm tra lại đã rồi cháu sẽ làm. Rắng khi mô cũng thiếu 10 năm trước cũng thiếu chứ cũng thiếu. Cháu rửa hai mẹ ó mẹ chú là con. Thôi được rồi, để đó. Mà mi vô triển khai phương án hai. Tôi nói về ó mẹ chú cối xả nghe. Chỉ có cái giấy khai sinh thôi mà mẹ ó mẹ chú cứ gây khó dễ, hay là mẹ ó mẹ chú con thiếu cái tơ ta bố lên mẹ ơi bà mà tôi nói nè, mẹ ó mẹ chú mà không làm á tôi kiện lên cối trung ương rồi tôi nói con tôi đưa lên cái mạng chứ đúng mạng Facebook Facebook nói là cán bộ hay dân có việc gì mà hại bạc làm to tiếng âm bị lên rửa. Dạ báo cáo đồng chí chủ tịch, hôm nay hai bác đến đăng ký lại giấy khai sinh, mặc dù tôi chưa kịp giải thích, hai bác chưa hiểu hết, cứ nghĩ cán bộ công chức xã mình gây khó khăn thế này thế nọ, cho nên mới xảy ra sự việc như đồng chí vừa nhìn thấy đó. Chị Lý trên bánh như rửa có đúng hai bác? Ờ thì rửa đó mà bác báo cáo bác chủ tịch chứ, ông tôi làm cái giấy khai sinh mà 10 năm đi, cứ đi lên đi xuống ủy ban, khổ ấy là cực, may mà có bác đây nhớ bác giúp cho với. Bác giúp cho tôi. Hai bác gây bình tin để đồng chí Lý công chức tư pháp phố thị xã sẽ hướng dẫn đầy đủ cho hai bác về thủ tục hành chính, sẽ giải quyết cho hai bác nhanh gọn theo quy định thôi à. Dạ thưa hai bác, việc đăng ký lại giấy khai sinh của hai bác ở ủy ban nhân dân xã mình không phải là nơi đã đăng ký trước đây, do đó cháu phải báo cáo với chủ tịch ủy ban nhân dân xã có văn bản đề nghị gửi ủy ban nhân dân xã nơi bác đã đăng ký trước đây kiểm tra xác minh về việc lưu giữ sổ tổ tịch ở địa phương. Sau khi có hồ sơ đầy đủ chính xác, cháu sẽ thực hiện việc đăng ký lại giấy khai sinh cho bác theo quy định tại khoản 2 điều 16 của luật hộ tịch năm 2014. Thời gian chậm lắm cũng chỉ một tuần thôi, khi nào bác cứ đến theo đúng giấy hẹn để lấy. Một tuần này, yên tâm rất. Hai bác đã hiểu chưa? Cải cách hành chính đợt này nhanh gọn và hiệu quả, chỉ giải quyết công việc trong ít ngày là xong thôi. Chỉ mong người dân của mình hợp tác với cán bộ công chức xã để công việc nhanh gọn và hiệu quả thôi hai bác ạ. Đời thiệt về ó về chủ chơ, vừa trong túi cây năm thuật thẳng đi biển, có biệt chi hành chính về hành phù không? Tuy có chỉ để ó về chủ thông cảm vừa trong túi nghe. Ốm đi, cán bộ xã thanh trạch viên bữa đi làm việc nhẹ nhàng, giải quyết công việc vô vào đó mà vợ chồng miếng nghe ngồi lạc hổ ông hề. À, thôi thì à, có chi mẹ ó mẹ chú bỏ quá cho về vợ chồng tôi về nghe. Ừ đó, hèn chi tôi nghe nhiều người họ khen á, cán bộ của xã miếng giải quyết hậu quả ô nhiễm biển do cái công ty chi xã phó một xã à phó một xã một ngoài hết tính á, hết phức tạp như rửa mà giải quyết êm thấm vô vốn đấy. Không ai kiền tùng chứ cả, giỏi thiệt mà mi hề. Ừ hề, cán bộ công chức xã miếng mà chuẩn thiệt. Cảm ơn mấy ó mấy chú nào nghe. Cảm ơn hai bác. Việc giải quyết các thủ tục nhanh gọn và hiệu quả là trách nhiệm của chúng cháu. Để làm tốt được điều đó thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau chung sức vì một nền hành chính văn minh. Chúng ta vừa đến với phần thi thông điệp cải cách hành chính của đội thi đến từ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thông điệp cải cách hành chính của đội thi đến từ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Ui trời ơi, ông mày ơi. Ông mày chị đó. Ui trời ơi. Chị đó. Hắn ra rồi. Cái gì ra? Hắn ra rồi, thằng cú á. Cái gì ra đó, ông nói cho nó ra. Bây sáng sớm, từng ế, mân mấy ly đấy phải. Thằng cú túi á, mày hôm nay là hắn nằm im phăng phát nữa. Hôm qua là hắn bật một phát. Bật phát. Ra luôn. Tao ý, thì có gì bằng nữa hả?
khi tụi mình bắt được phản ứng tôi nói hôm nay quá phấn khởi chứ nữa. Ông cứ nghĩ bày cái việc nữa. Răng nữa. Tôi nói là vợ tôi là hôm quá đè rồi, được một thằng cu. Hôm nay tôi lên hẹn ông là lên trên ủy ban mình với tôi là cái giấy khai sinh. Dạo cái ổn mình tôi cứ tưởng ấy khi đem bật được phản xưởng đấy nhá. Dạo nghỉ bảy nghỉ ba thôi nữa thì để tôi luôn tiền tôi lên ủy ban để tôi hỏi cái thủ tục quen mân kia giấy chuyển đường nhường đất cho thằng cú nhà tôi luôn ấy nhá. Đi luôn đi đi ơi, cái mùi đi hôm sáng sớm mới đi đó thì mày tôi hẹn nhau lên ủy ban để mân cái giấy cái xin đi lên ủy ban á. Răng nữa trời mấy 6 giờ sáng cán bộ chưa là phải ăn sáng nè, uống cà phê nè, lướt Facebook nè, 8-9 giờ mình việc, hai ông lên đó ngồi mà chờ à? Thiệt á, tôi nghĩ chờ đò thế đó. Ông mù nói mình rắn á chứ. Tôi là tôi nghe trên loa phát thanh của thị trấn á, họ nói là bữa nay thực hiện cải cách hành chính, giờ rất là đảm bảo, thủ tục là nhanh gọn, không phiền hà cho người dân thế rồi. Ui giờ cái ông đi được, nghe chỉ trên 3 cái lái ở loa về cái đài tuần ở đi, mà nó mà nghe được cái gì? Trời, mèo mông chẳng khiến nó dai đuối. Đó đó. Loa của ủy ban thì phải ủy ban để nói tốt cho ủy ban chứ. Ông nói đúng không? Đang... Ông có biết không? Ông hướng hàng xóm nhà mình à? Lên mân cái gì? Xác lập quyền thừa kế của 3 màu để lại. Mà lên hắn đòi giấy chứng từ này, danh sách anh chị em này. Ôi trời, 3 4 thứ cái giấy từ khiếp. Đó đó, tôi nói đó chứ. Ông hướng nữa. Chỉ là cả cái làng đi ai mà nó biết nữa. Bày ra cái chứng từ này, chứng từ nó. Cái có mà hình thì có chứ. Ông mù cứ nghe người ta nói rồi chứ. Hôm nay mà ông mù lên trên ủy ban với tôi, tôi biết. Đi thế này, đi sợ chứ không để đi. Để đó, lên nó coi. Đi. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Chào em. Dạ, em chào anh. Chà, anh Tú tới làm việc sớm hè. Mình là cán bộ công chức nhà nước mà em, phải làm việc đúng giờ chứ. Thôi, làm việc em hè. Mà, vô đi. Đây. Ông mù đã trồ chưa? 7 giờ đâu rồi nè, là họ vào làm việc rồi nè. Ông mực cứ nói 8-9 giờ mà chi. Chào ơi, đi lâu cứ nghe đồn đại rồi chứ. Đã thấy tận mắt mà biết. Mà chưa tắt mắt mà vô ông hỏi tôi có chưa nè. Vô mà có thì nữa. Trần lâu mới lấy được kháng trắng. Dạ, chào bác ạ. Chào chú. Không biết hôm nay bác lên ủy ban có việc gì cần giải quyết à? Hôm nay tôi lên là nhờ chú mân cho tôi cái giấy khai sinh cho thằng cu. Chú có hồ sơ cho tôi cái. Dạ, để cháu kiểm tra hồ sơ xem thử. Dạ, qua kiểm tra hồ sơ của bác thì cháu thấy đã rất đầy đủ. Bây giờ bác tiến hành khai vào cái tờ khai đăng ký khai sinh và tờ khai trích lục bản sao giấy khai sinh bác nhé. Có điều gì chưa hiểu trong 2 cái bản khai này á thì bác cứ hỏi cháu, rồi cháu sẽ hướng dẫn cụ thể cho bác ạ. Để tôi khai bác. Cháu ơi, tên ấy, làm việc bữa nãy phải có cái gì á. Cái ông Thiến á, đi tay bó lên nữa, tôi đổ mình sợ không được. Ê, chiều, mãi nữa cho chiều. Tôi khá cho này chú có thì có được chứ. Dạ được rồi bác ạ. Để cháu làm giấy trình lên lãnh đạo ký duyệt là xong. Còn trong thời gian chờ đợi á thì bác khai thêm cái tờ khai bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi nữa ạ. Ôi dựa chú, chả được bảo hiểm nữa. Chào ơi. Ai, ông mày ơi. Chị đợi. Vô mân mà về chứ túi mân sống đuôi. Thiệt không? Sống đấy hả? Sống đuôi chứ. Nghe ông nói mình rắn chứ. Nghe nói đi mân hành khó lắm thì nó mân sống thôi. Ê, ông cho đồ đi. Khổ mà khó sống đuôi đi. Tôi chào ông. Dạ, chào bác. Bác cần giải quyết thủ tục gì ạ? Mố, tôi thì có vấn đề gì mà giải quyết. Trời, kiểu ông này thiệt. Để đó tôi hỏi chứ. Thì mù mới hỏi. Có cái thứ này. Chào cháu. Dạ, chào bác. Chứ là vợ trong bác có cái mảnh đất. Muốn cho thăm con trái. Cháu có hướng dẫn cho họ với bác mân mình đang có nè. Trước tiên bác cần chuẩn bị những cái hồ sơ sau đây. Thứ nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ hai là giấy chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng 15 năm của 2 vợ chồng và con. Thứ ba là dự thảo hợp đồng tặng cho. Sau đó bác mang sang cho cán bộ tư pháp để tiến hành chứng thực, rồi mang sang cho cháu để cháu tiến hành cấp đổi ạ. Rửa thiệt đó. Dạ. Nghe mà chuẩn bị. Có gì mà bác không hiểu á thì bác cứ tra cứu vào trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình hoặc là huyện Bố Trạch Minh. Không chỉ lĩnh vực địa chính tư pháp mà các lĩnh vực khác cũng đều đầy đủ thông tin ở trên đó rồi đó bác ạ. Cháu hiện đại hả? Chứ đều bọn túi thì biết điện tử điện tiệc kia mà trả về chiếc rồi. Vậy thì chúng cháu đã có đặt sẵn bản nên biết ở trước văn phòng một cửa rồi. Bác chỉ bảo mà tìm hiểu. Dạ. Ôi cháu, mà tôi nói nè, nghe nói cán bộ hành dân hết sức. Đang nghe anh giải thích cũng đang hoang lịch sử, không gì thứ nữa chứ ông này. Chà, tôi đã nói cải cách rồi mà cứ... Đúng là tuyệt vời, bữa nay làm việc lắm đâu.
toàn là máy móc hiện đại thế này, quá tuyệt luôn á. Dạ thưa bác, của bác xong rồi đấy à? Tôi có nha, tôi có. Còn tờ khai cho trẻ tham gia bảo hiểm y tế thì đúng 20 ngày nữa chúng cháu sẽ chuyển về tận nhà cho bác. Còn bây giờ bác cầm bản sao giấy khai sinh cùng sổ hộ khẩu qua công an nhập khẩu cho cháu là được bác ạ. Ôi chào ý rửa chú. Chào ý. Này ông. Tôi lấy này tôi mân cái giấy khai sinh mà được nhập tịch. Tôi được mân cái bảo hiểm y tế nữa. Này, mà mù bị khúc. Tôi nghe chú nói là mình ở nhà mà vẫn nhận được cái quá thì. Thiệt á? Có thiệt không? Ở nhà mà nhận được nữa. Dạ đúng rồi thưa các bác. Thực hiện theo quyết định số 45/2016 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về dịch vụ công có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 12 năm 2016, thì người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện ạ. Còn đối với ủy ban mình á thì chúng cháu cũng đã thực hiện cái việc trả kết quả tận nhà cho bà con để tiết kiệm thời gian đi lại ạ. Đúng là cải cách hành chính có khác không hề? Đó đó, chào ơi, tôi nói à, vừa chưa, mình cứ nghe họ nó đồn đại tầm bấy tầm bá đấy, nghỉ nay nghỉ nói. Thốm nhé, lên tại đây, mình chỗ họ làm việc đúng là rõ ràng này, nhanh gọn này. Tôi á, hôm nay trời đi á, tôi về tôi tuyên truyền với tất cả các bà con á, có việc gì, cần hỏi này, cần làm này, lên ngay ủy ban, hỏi mà làm, không có chi mà rươm ra này hết á. Đúng không ông ấy? Tôi nói với mấy cái mù ngoài trời là đừng có nghĩ số cán bộ nữa. Cán bộ mình mới chịu tốt lắm. Đúng rồi, làm việc là tốt nhất gọn cụ thể lắm. Mấy cái mù ngoài trời. Công nhân đó. Đó là mấy cái mù ngoài trời. Dạ, chúng cháu cảm ơn các bác. Từ khi tiến hành cải cách hành chính đến nay thì mọi thủ tục hành chính đều được giải quyết rất là nhanh gọn và hiệu quả, không hề gây phiền hà cho bà con mình. Chúng cháu sẽ luôn nỗ lực cố gắng hết mình để phục vụ cho dân và bà con. Đối với chúng cháu, cải cách hành chính luôn hướng tới sự hài lòng của người dân. Cảm ơn các cháu. Hành chính thực sự là cái cách. Và có như vậy thì đời sống của người dân mới năng lên. Đời sống của quê hương ta ngày càng phát triển. Dân giàu, nước mạnh. Vì vậy với chúng ta thì cải cách hành chính là vừa lòng dân. Vâng thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thông điệp cải cách hành chính của đội thi cuối cùng. Đội thi đến từ xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy. Ui chay, một cửa đây rồi nè. Sao không có ai hết này? Chưa đi rồi mà chưa có ai làm việc làm văn hết. Một cửa làm việc làm văn chứ lá đi vậy. Ô Thắm à, tôi đi làm hồ sơ phân chia tài sản rõ đi mà đâu. Dạ, em đi làm thầy đó ấy nè. Ui chắc rứa à. Dạ, chào anh chị. Dạ, chào chị. Dạ. Này này, tôi đợi mấy anh chị dài cả cổ đó rồi nghe. Dạ, chúng em đi làm phải đúng chơi chứ anh. Dạ. Mời anh chị vào nộp hồ sơ. Dạ, đây ô, nhờ ô làm cho nhân kỹ ốc ấy. Dạ, mời anh qua bên ghế ngồi đợi. Dạ. Chà, em thấy chị dạo ní trẻ đẹp ra hè. Dạ, em cũng bình thường, cảm ơn chị. Dạ, chị ơi, em nộp giấy hẹn để lấy thẻ đỏ. Em nhờ chị làm giúp cho em với nghe. Dạ, mời em chị qua bên chị ghế ngồi đợi em. Anh Tung. Chị có Thắm. Rồi bữa trước hiện đất làm đường tránh lũ, anh hiện hết mấy mét chưa? Chà, tôi hiện 200 mét vuông được cửa chứ mấy. Dạ, em cùng rửa. Nguyễn Xuân Tùng. Dạ, có tôi hiểu sao nhân này, cảm ơn nó. Dạ, anh Tùng này, hồ sơ phân chia tài sản của anh cơ bản là được rồi. Anh về gọi em gái của anh ra ký vào hồ sơ và phải ký trước mặt của người thực hiện chứng thực thì văn bản phân chia tài sản mới có hiệu lực anh ạ. Tôi là thiệt với ông chứ. Hiện đất làm đường á, cán bộ đến nói với tôi này là tôi nhất trí ngay. Bây giờ thiếu một chữ ký mà ó bắt tôi gọi em tôi về. Một chữ ký của đứa em gái đâu phải cấm ghê. Biển là thỏa thuận mọi bê, mọi bê ấm êm. Dạ, nói ra thì thật dễ dàng. Chính sách luật pháp cũng là vì dân. Anh cứ về gọi em gái anh ra ký vào hồ sơ thì em làm nhân thôi. Thôi, đừng có minh bạch về luật pháp gì hết á. Em gái tôi đã đi lấy chồng, tôi là con trai duy nhất thì được hưởng phần thừa kế. Mà em gái tôi cũng đồng ý chuyện cho tôi rồi, con gói về làm chi nữa. Tôi nói thiệt với ó là tôi đại bực mình ạ. Ó cần chi thì ó nói rõ để tôi biết, tôi liều, tôi lo cho rồi chứ. Dạ em Tùng này, em hãy bình tĩnh để em giải thích cho em. Hồ sơ đầy đủ thủ tục thì chúng em làm hợp tình hợp lý thôi. Tôi biết ngay mà tình với trả lý. Nói thì hay, vỗ tay thì lỡ nhịp. Quà cáp chưa kịp thì hẹn trước, hẹn sau. Tôi là chứ mày ó nữa.
Dạ, anh cứ về gọi em gái em ra ký vào hồ sơ thì em giải quyết nhanh thôi. Tôi không gọi, tôi ngồi đây thì tôi đợi ông chủ tịch tôi hỏi cho ra lẽ. Tôi nghe nói tuyên truyền cải cách hành chính là gọn nhẹ rõ ràng, rứa mà thiếu một chữ ký của đứa em gái tôi hắn đơn giản như rứa mà ông giải quyết được nhanh với chồng cái gì. Ông coi lại thái độ làm việc của đi. Anh Tùng, anh cứ bình tĩnh, ông Hồng hướng dẫn như rứa là đúng rồi đó. Ông biết cái gì mà ông nói? Mời chị Thảm vào nhận hồ sơ. Dạ dạ, có tôi. Dạ, nhân này. Dạ, hồ sơ của chị đây, em mời chị ký vào sổ lưu cho em. Dạ, tôi ký ngay đây. Cảm ơn chị nghe. Chà, hồ sơ đầy đủ quả thật là nhân. Đây là chứng thực rõ ràng đã yêu cách cải cách hành chính. Bao người khen nhân gọn trinh thật nhiệt tình yêu dân. Nhân gọn trinh thật nhiệt tình yêu dân. Này, tôi nói cho ó nghe. Đừng có mà ra oai, chưa biết rồi này, ai sẽ hơn ai. Tôi ở thật này, đâu phải sợ ai, đâu phải cây thói con bài cho mình là oai, chưa biết ai hơn ai mà nè. Anh Tùng, ý em không phải là như rứa. Rứa thì rắn nữa. Anh Tùng này, anh đã nói sai chuyện rõ ràng. Mình bệnh nhân chồng nhẹ ở nhàng, nhân chồng nhẹ ở nhàng, một cửa liên ở thông, cán bộ sẵn lòng vì người dân. Này, tôi định nói cho ó này, ó với túi này là ở trong làng trong xóm với nhau nghe chưa. Hôm nay tôi gặp ó ở đây này, tôi nói cho ó là đừng có lên mặt mà dạy đời nghe chưa. Tôi nhìn là tôi biết mấy ó chơi cái kiểu gì. Hồ sơ thì kẹp phong bì ở giữa, tưởng rằng tôi không biết cái chuyện gì. Anh Tùng, anh nói cái gì? Phong bì đâu? Anh nói cho đúng, đừng làm mất uy tín của người cán bộ một cửa. Hồ sơ đầy đủ thủ tục thì chúng em làm nhanh chóng thôi anh ạ. Thiếu một chữ ký của em gái tôi hắn đơn giản như rứa mà ông chấp nhận được, nhanh với chồng cái gì. Dạ. Có chuyện gì mà sôi nổi vậy? Ồ không. Dạ, đây là hồ sơ của anh Tùng anh. Ông chủ tịch đấy rồi. Tôi nói với anh, hồ sơ thì hai anh em gái tôi đã đi lấy chồng. Tôi là con trai duy nhất thì được hưởng phần thừa kế. Mà em gái tôi đồng ý chuyện cho tôi thôi. Rứa mà thiếu một chữ ký của đứa em gái tôi hắn đơn giản như rứa. Mà khi sáng ngày chứ là ô cằn bộ ô gây khó dễ cho tôi. Ông coi ông giải thích cho tôi coi nhé. Anh Tùng, anh hãy bình tĩnh. Tôi đến tỉnh đấy. Trường hợp của anh là cha mẹ chết đi không để lại di chúc gì, theo điều 50 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì hồ sơ của anh thuộc trường hợp thừa kế theo pháp luật. Đúng rồi. Theo điều 615 về các hàng thừa kế thì có 3 hàng thừa kế. Anh và em gái của anh thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Đúng. Qua xác minh hồ sơ thì thực tế hiện tại anh và em gái của anh là những người được hưởng phần tài sản nói trên, bởi vì không còn người thừa kế khác nữa. Đúng như nữa. Theo khoản 3, điều 36 của Nghị định 23 của Chính phủ về chứng thực chữ ký, chứng thực các hợp đồng giao dịch thì các bên tham gia hợp đồng giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện thì hồ sơ mới hợp lệ ấy nè. Ô Hùng, ô giải thích như vậy là đúng rồi đấy. Dù con gái hay con trai thì quyền thừa kế đều giống nhau. Anh về gọi em gái của anh lên cùng ký vào hồ sơ thì giải quyết nhất thôi, có vấn đề gì đâu. Cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn nhưng cũng phải đầy đủ và đúng pháp luật ấy nè. Ui sao ý, rứa mà tôi cứ nghĩ chữ ký đơn giản chứ linh. Tại chữ ký cũng quan trọng đồng chí chủ tịch này. Dạ. Rứa lại tôi về, tôi gọi em gái tôi về hành ký hồ sơ là được chứ đấy. Thì sẵn chữ là do không hiểu nên tôi bức xúc. Có chi là tôi xin lỗi cán bộ. Dạ. Xin lỗi, ồ thảm nghe. Dạ, không có chi hết. Như vậy mọi chuyện hiểu lầm đã được giải quyết ổn thỏa. Anh và chị có cần hỏi gì nữa không? Bây giờ chúng tôi đã hiểu rõ lắm rồi. Nào, ta cùng nhau cất cao câu hò khoan lệ thủy, mừng mảnh đất quê hương Hưng Thủy đổi mới. Xây dựng quê hương giàu đẹp.
thêm 9, một cửa liên thông, cán bộ sẵn lòng vì nhân phục vụ. Vâng, có lẽ là chúng ta nên dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các đội thi đã hoàn thành xong các phần thi của mình. Trên tay tôi đã có kết quả cuối cùng. Với số điểm 93,50 điểm thì đội thi đến từ xã Hưng Thủy đã xếp thứ nhất. Đội thi ở vị trí thứ hai đó là đội thi đến từ xã Lộc Ninh. Và đội thi xếp ở vị trí thứ ba đó là đội thi đến từ thị trấn Hoàn Lão. Như vậy là ba đội thi này sẽ góp tên mình vào trận chung kết của cuộc thi. Còn các đội còn lại là thị trấn Quán Hầu, xã Thanh Trạch và xã Phong Thủy. Ba đội này sẽ đơn giải khuyến khích. Kính thưa quý vị, vòng thi cùng các huyện thị xã phía Nam hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018 giữa 6 đội thi đến từ các xã thị trấn thuộc các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.